cảm ơn cuộc sống đã đón nhận Leona như một vườn hoa thơm ngát. Sức khỏe và sắc đẹp là tài sản quý giá của mỗi con người. Cảm ơn cuộc đời và cảm ơn các bạn. Dĩ An, Bình Dương được biết đến như là một địa điểm đắc địa trong trục tứ giác kinh tế phía Nam. Đây là địa điểm không thể bỏ qua cho những doanh nghiệp muốn đặt trụ sở kinh doanh và sản xuất với những lợi thế tuyệt vời. Ngày nay, khi các nhu cầu thiết yếu đã được đáp ứng đầy đủ, thì nhu cầu sống khỏe, sống đẹp bắt đầu được quan tâm hơn. Các ngành nghề làm đẹp cũng theo đó mà phát triển. Thành lập năm 2013 với hệ thống nhà máy quy mô, trang thiết bị hiện đại, công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo thương mại sản xuất Leona Beauty and Cosmetics phát triển trên sứ mệnh đem đến cho cộng đồng vẻ đẹp tự tin và an toàn. Quy trình sản xuất là yếu tố quan trọng nhất trong cả hệ thống. Sự vận hành nhịp nhàng của dây chuyền giống như nhịp đập trái tim của một doanh nghiệp, và mỗi nhịp đập đều phải chặt chẽ theo từng tiêu chuẩn và trình tự cụ thể. Tất cả nhân viên của từng bộ phận đều phải tuân thủ nghiêm túc quy định về tiêu chuẩn vệ sinh và trình tự sản xuất. Trang thiết bị nhà máy và quy trình quản lý chất lượng của Leona đạt tiêu chuẩn cGMP ASEAN và đạt chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm do Sở Y tế cấp và chứng nhận ISO 9001 năm 2015. Với tiêu chí nguyên liệu chất lượng tạo ra sản phẩm chất lượng ngay từ khâu đầu vào, từng hạng mục nguyên liệu phải qua nhiều bước kiểm duyệt nghiêm ngặt. Sau khi được phân loại và dán tem sản phẩm, mỗi nhóm nguyên liệu được đặt vào vị trí lưu trữ riêng tùy theo đặc tính và trọng lượng tiêu chuẩn tại kho nguyên liệu. Theo kế hoạch sản xuất, nhân viên kho nguyên liệu chọn ra những nguyên liệu phù hợp để chuẩn bị cho dây chuyền sản xuất tương ứng. Đầu tiên, nhân viên sẽ vận chuyển nguyên liệu qua phòng trung chuyển. Tại đây, nhân viên phòng trung chuyển kiểm tra mã số nguyên liệu chính xác rồi chuyển vào phòng cân. Từ đây, các nguyên liệu được chiết xuất theo phân lượng phù hợp với công thức pha chế cho mỗi sản phẩm. Với thiết bị cân có độ chính xác tuyệt đối, các nguyên liệu sau khi cân sẽ được dán tem thông tin để chuẩn bị chuyển sang phòng pha chế. Hệ thống máy đồng hóa với tiêu chuẩn quốc tế đã được đầu tư tại phòng pha chế. Đây là phần quan trọng của dây chuyền sản xuất sản phẩm. Nhân viên pha chế tiến hành pha chế theo công thức phối trộn đã được lập trình và đăng ký trên các máy đồng hóa, đảm bảo phân lượng của từng loại nguyên liệu đúng với công thức tiêu chuẩn. Các thiết bị tại đây luôn được vệ sinh theo định kỳ. Mỗi nhân viên luôn giữ đúng những nguyên tắc đã quy định để đảm bảo được chất lượng tốt nhất cho sản phẩm. Sau khi pha chế, tùy theo kế hoạch sản xuất, bán thành phẩm có thể được vận chuyển vào kho bán thành phẩm để lưu trữ cho kế hoạch thành phẩm, hoặc chuyển sang phòng đóng gói cấp 1 để tiến hành chiết sót bằng hệ thống máy nhập từ châu Âu. Tùy theo hình thức đóng gói, bán thành phẩm được chuyển vào máy chiết sót theo phân lượng được lập trình có độ chính xác tuyệt đối. Các tuyếp được di chuyển để hàng đáy rồi cắt gọt các mảng thừa của tuyếp nhằm tạo sản phẩm có hình dạng đồng đều. Bên cạnh hình thức đóng gói dạng tuyếp, còn có máy chiết sót theo dạng chai và dạng hũ. Bán thành phẩm sẽ được chiết sót theo liều lượng chính xác. Tại băng chuyền, các nhân viên đóng gói sẽ tiến hành đậy nắp kính và dán nhãn tem. Với sự bố trí nhiều dãy băng chuyền, các thành phẩm nhanh chóng được kiểm tra, đóng nắp và đóng hộp một cách nhịp nhàng và đúng quy cách. Mỗi sản phẩm có hình dạng khác nhau nên việc tổ chức dây chuyền tại đây luôn đảm bảo các yếu tố phân loại chính xác.
Tại phòng bao bì, sản phẩm đã đóng hộp sẽ được ép màng co bằng hệ thống máy ép màng co bán tự động. Đây là lớp màng bảo vệ sản phẩm khỏi bụi và tạp chất, đồng thời chống thấm nước trong quá trình vận chuyển. Kết thúc một quy trình sản xuất, thành phẩm sẽ được vào khâu in hàng sử dụng nhằm đảm bảo xác định được thời gian sử dụng của sản phẩm một cách chính xác và an toàn, đồng thời bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Một phòng thí nghiệm được đặt trong khuôn viên khu vực sản xuất. Đây là nơi khá quan trọng, có đầy đủ các thiết bị để nghiên cứu, kiểm tra đến các vấn đề liên quan sản phẩm như đo độ pH của sản phẩm nhằm ổn định nồng độ thích hợp. Mỗi sản phẩm luôn được thử nghiệm thường xuyên và được lưu mẫu trong tủ lưu mẫu để theo dõi sự ổn định về chất lượng sản phẩm. Hệ thống xử lý nước thải RO đã được công ty lắp đặt từ những ngày đầu thành lập, là yếu tố quan trọng về môi trường mà công ty luôn quan tâm. Ngoài những quy định chặt chẽ về sản xuất, yếu tố con người Leona rất được chú trọng. Ban giám đốc xây dựng đội ngũ nhân sự dựa trên tiêu chí có chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức và tính trách nhiệm với công việc. Nhằm tạo môi trường làm việc hiệu quả, những buổi họp được tổ chức thường xuyên để tạo ra sự tiếp thu hai chiều của lãnh đạo từng phòng ban. Từ đó, có sự điều chỉnh kịp thời những hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho từng cá nhân thể hiện năng lực, qua đó phát huy tối đa sự sáng tạo trong công việc của từng bộ phận. Những chương trình tri ân khách hàng đã tạo được dấu ấn vô cùng sâu sắc cho các thành viên của công ty và đặc biệt là các nhà phân phối. Họ cảm thấy tự tin hơn, tin tưởng hơn vào con đường họ đã chọn. Những phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của mỗi nhân sự công ty hay kết quả xuất sắc cho sự nỗ lực của hệ thống đại lý đều được ban giám đốc trân trọng tôn vinh như những lời cảm ơn chân thành, nhiều xúc động. Chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng đủ làm tăng sự gắn kết giữa nhân viên với nhân viên, giữa các bộ phận với nhau, giữa nhà sản xuất và hệ thống đại lý ngày càng bền chặt hơn. Sự hợp tác giữa Leona và khách hàng không còn đơn thuần là mối quan hệ kinh doanh, mà còn có tình bạn và sự chân thành đến từ trái tim. Là người sáng lập công ty Leona, giám đốc Lê Thị Loan, đồng thời đóng vai trò điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất của công ty, vừa xây dựng các chiến lược phát triển, mở rộng hệ thống khách hàng. Đam mê làm đẹp và mong muốn tất cả mọi người đều khỏe và đẹp. Trong nhiều năm qua, chị đã dành thời gian học hỏi, nghiên cứu, ứng dụng thành công các giải pháp làm đẹp dựa trên sự kết hợp công nghệ cao cấp từ Hàn Quốc và những giá trị dược thảo tinh hoa truyền thống của dân tộc để cho ra đời nhiều sản phẩm làm đẹp tự nhiên và an toàn nhằm mang lại sự tự tin cho mọi người. Chị luôn sâu sát trong từng bộ phận, phát huy tốt vai trò của nhân sự quản lý, động viên tinh thần làm việc của nhân viên, giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất sản phẩm nhằm phát hiện sớm những sơ sót trong quy trình sản xuất để nhanh chóng có biện pháp khắc phục kịp thời. Bao năm qua, ngoài sự nỗ lực không ngừng để tổ chức quản lý cho công ty Leona ổn định vững chắc, chính sách công ty luôn tạo điều kiện cho các thành viên của công ty có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, lắng nghe ý kiến của các nhà phân phối trên cả nước để thấu hiểu tâm tư và nhu cầu của khách hàng và có chiến lược cung ứng sản phẩm đúng với thị trường hơn. Được tận mắt chứng kiến quá trình làm ra sản phẩm, được cảm nhận những gì Leona đã xây dựng và phát triển trong thời gian qua, có lẽ trong mỗi thành viên hệ thống của Leona sẽ thấy vui hơn, an tâm hơn với con đường rộng mở mà Leona đang cùng với mọi người vững bước đi lên. Chúng tôi tin vào chất lượng của sản phẩm và độ an toàn của sản phẩm. Nhiều hợp đồng cũng từ đó được ký kết trong sự chắc chắn và đảm bảo quyền lợi trách nhiệm từ cả hai phía. Một cơ hội hợp tác tốt đẹp. Tôi luôn đặt tình yêu vào trong mỗi sản phẩm. Một quy trình sản xuất nghiêm ngặt luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất. Đáp ứng nhu cầu xã hội về việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho mọi người. Mỗi sản phẩm được tạo ra là kết quả của sự sáng tạo, niềm tin và sự khát khao. Sự đam mê và nhiệt huyết sẽ giúp cho Leona ngày càng phát triển.
Sau bao nhiêu năm xây dựng và phát triển, bao thành quả đã đạt được, bao sự tin yêu của mọi người, bao sự gắn kết của các nhà phân phối, Leona đã tự khẳng định được vị trí của mình với thị trường trong và ngoài nước. Được khỏe, đẹp và hướng đến tất cả mọi người đều được như thế, đó là ước mơ của Leona. Leona sẽ đồng hành cùng các bạn và đem niềm vui đến cho mọi người. Quá quy mô, hơn những gì tôi nghĩ. Một nhà kho tuyệt vời. Là nhà phân phối, tôi chọn sản phẩm của Leona.